Thưa quý thính giả, hôm nay ngày 14 tháng 8, lễ Thánh Maximiliano Kolb, Linh Mục Từ Đạo. Đài Phát Thanh Lòng Chúa Thương Xót kính mời quý thính giả nghe về cuộc đời của Thánh Maximiliano Kolb, Linh Mục Từ Đạo, qua giọng đọc của Maria Kim Thúy. Thánh Maximiliano qua đời ngày 14 tháng 8 năm 1941, được phong thánh và công bố tử đạo năm 1982 do Đức Giáo Hoàng John Paulo đệ nhị. Nhắc ta nhớ lại những trang hãi hùng nhất trong cuộc chiến tranh thế giới thứ hai, tính cách man rợ của những người quốc xã nơi các trại tập trung. Thánh Maximiliano Kolb sinh ngày 7 tháng 1 năm 1894 tại Zunska Wola, nước Ba Lan. Bố mẹ đặt tên là Raymond. Lớn lên, thánh nhân có lòng ước muốn phụng sự Chúa và phục vụ các linh hồn, nên đã xin nhập dòng Francisco tu viện Conventual, nhận tên tu huynh Maximilian. Ngài chuyên cần học hỏi thần học, kinh tế và hàng ngày chịu khó tập rèn nhân đức. Ngài được gửi sang học triết lý và thần học tại Roma. Năm 1918, thánh nhân được thụ phong linh mục. Từ đó, Ngài hiến mình cho công cuộc truyền giáo, xả thân cứu rỗi các linh hồn. Đặc biệt, Ngài hết lòng vâng phục kẻ trên và tôn sùng Đức Maria vô nhiễm. Hằng ngày, cậy nhờ mẹ nâng đỡ, phù trì trong mọi công tác tông đồ mục vụ. Trở về Ba Lan, cha Maximilian thành lập đội đạo binh Đức Mẹ vô nhiễm. Năm 1927, cha thành lập thành đô Đức Mẹ vô nhiễm, Nipokalanao. Hội thành đô nhanh chóng lan rộng ở Ba Lan và nhiều nước khác. Chỉ 10 năm sau đã có tới 162 tu sĩ thừa sai sang Nhật. Cha lập vườn Đức Mẹ vô nhiễm ở ngoại ô Nagasaki. Năm 1920, Ngài viết: "Tôi phải trở nên một vị thánh, thánh lớn hết sức có thể, phải mang lại chiến thắng bằng tình yêu và đức tin trong một nơi được xây dựng để chối bỏ niềm tin vào Thiên Chúa và con người." Trong một bức thư gửi cho đồng nghiệp, thánh nhân đã kêu gọi phải lấy lòng nhiệt thành lo cho các linh hồn được cứu rỗi và thánh hóa, nhờ đức tuân phục và lòng sùng kính mẹ Maria. Đây là đường lối khôn ngoan, là con đường duy nhất mà qua đó chúng ta có thể quy chiếu vinh quang cao cả về cho Thiên Chúa. Nếu có con đường nào khác và thích hợp hơn, thì chắc Đức Kitô đã bày tỏ cho ta bằng lời nói và gương mẫu của Người. Nhưng Kinh Thánh đã tóm gọn thời gian Người sống ở Nazareth bằng những lời này, và Người đã vâng phục các Ngài. Kinh Thánh cũng phác họa cả quãng đời còn lại gần như bằng dấu chỉ vâng phục, khi cho thấy ở một số đoạn rải rác là Người đã xuống thế gian để làm theo ý Cha. Vì vậy, chúng ta hãy yêu mến và đầy lòng yêu mến Cha trên trời là đấng rất yêu thương, và chớ gì sự vâng phục của ta làm chứng cho lòng mến hoàn hảo này. Khi nào ta hy sinh ý riêng, khi ấy ta tỏ ra vâng phục nhất. Vì chừng chúng ta không biết một phe cánh cao quý nào khác hơn là chính Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh để chúng ta tiến triển trong tình yêu của Thiên Chúa. Chúng ta sẽ có được mọi điều đó dễ dàng hơn nhờ Đức Trinh Nữ vô nhiễm, đấng được Thiên Chúa chí nhân ủy thác việc ban phát lòng thương xót của Người. Thực vậy, điều chắc chắn là ý muốn của Đức Maria là chính ý muốn của Thiên Chúa đối với chúng ta. Khi tự hiến mình cho mẹ, chúng ta trở thành dụng cụ của lòng thương xót Chúa trong tay mẹ, như chính mẹ là dụng cụ trong tay Thiên Chúa. Do đó, chúng ta hãy để cho mẹ hướng dẫn, để mẹ dẫn ta đi, và chúng ta sẽ được yên hàn bình an khi có mẹ dìu dắt. Vì chưng, mẹ sẽ xem xét và tiên liệu mọi sự cho ta, sẵn sàng đáp ứng các nhu cầu thể xác linh hồn. Chính mẹ sẽ tháo gỡ các khó khăn trở ngại. Phương pháp làm đặc biệt của thánh nhân là dùng báo chí truyền bá đức tin và củng cố lòng đạo. Ngài đã mời nhiều người cộng tác và xuất bản báo Công giáo ở Ba Lan và Nhật Bản. Năm 1927, Ngài sáng lập nhà xuất bản, chuyên in ấn sách báo Công giáo, phổ biến giáo thuyết Chúa Kitô, cổ võ lòng tôn sùng Đức Mẹ vô nhiễm. Đồng thời, Ngài cũng thành lập đài phát thanh tuyên truyền cổ động cho nước Chúa trị đến. Trở về Ba Lan năm 1936, Ngài phải chịu đựng cuộc bách hại của Gestapo, mật thám Đức Quốc xã. Họ đã biến thành đô của Đức Mẹ vô nhiễm của cha thành trại tập trung.
thấy ngài gây được nhiều ảnh hưởng lớn lao trong quần chúng. Bị bắt lần thứ hai ngày 17 tháng 2 năm 1941, cha bị nhốt vào trại Auschwitz với số tù 16670. Đây là một trại tập trung rất cực khổ, kỷ luật gắt gao. Trong các quy luật tại đó, có điều khoản quy định khi một tù nhân trốn khỏi trại và người ta sẽ chỉ định 10 người chết thế. Tháng 7 năm đó, sau vụ một tù nhân trốn thoát, 10 người bị lên án để đói đến chết. Trong số đó có anh Frank Coyce Gachonez. Anh kêu la than khóc thảm thiết khi bị chỉ định chết thế vì anh còn mẹ già, con thơ, không ai nuôi dưỡng. Đứng trước thảm cảnh đó, cha Maximilian Kohn không thể cầm lòng nổi. Và vì lòng mến Chúa yêu người, cha đã xin chết thay cho anh. Cha Kohn bị giam chung với những người bị kêu án giam đói trong một cái hầm bunker. Người ta đã kết thúc mạng sống cha bằng một mũi trích ngày 14 tháng 8 năm 1941, lúc cha mới 47 tuổi. Xác cha bị thiêu cháy tại lò thiêu ngay ngày hôm sau, ngày lễ Đức Mẹ Mông Triệu. Việc tông đồ về lòng sùng kính Đức Mẹ Maria nơi Thánh Maximilian, đấng sáng lập các thành đồ Đức Mẹ vô nhiễm với mục đích động viên mọi nỗ lực thành một phong trào bảo vệ Đức Kitô, nơi chinh phục các linh hồn, đặt các trạm tiền tiêu, cắm cờ của người trên nhà xuất bản các báo thường kỳ, định kỳ, trên các cơ sở in ấn, trên các anten truyền thanh, trên các viện kỹ thuật và văn chương, các rạp hát, rạp cine, tắt một lời trên khắp địa cầu. Trong niềm phấn khởi phấn khích vì lý tưởng, cha toàn tâm toàn ý nhắm mục đích chinh phục cả thế giới cho Đức Kitô. Thánh nhân đã được Đức Giáo Hoàng Phaolô thứ 6 nâng lên chân phước và Đức Gioan Phaolô đệ nhị tôn phong hiển thánh. Lạy Chúa, nhờ Chúa ban ân sủng, Thánh Linh Mục từ đạo Maximiliano Kobe đã hăng say cứu các linh hồn, hết tình yêu mến tha nhân và chọn đời gắn bó với Đức Trinh Nữ Vô Nhiễm. Xin nhậm lời Thánh Nhân truyền cầu mà giúp chúng con đem hết sức mình phục vụ anh em, để danh Chúa được vinh quang rạng rỡ. Nhờ vậy, chúng con sẽ trở nên đồng hình đồng dạng với con một Chúa đến hơi thở cuối cùng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen. Theo Chúa là dám quên mình, đón nhận cây thù ra. Con đi theo Chúa là hiến thân mình, chấp nhận nỗi ưu sầu. Con đi theo Ngài dẫu bao khổ đau, ngàn muôn cây đắng. Con đi theo Ngài từ bỏ mình đi mà vác cây thập hình. Con van xin Ngài hướng dẫn con đi, bước theo chân Ngài tiến lên đời càng về ngày xưa. Con van xin Ngài giúp con kiên cường dù muôn khó khăn, con theo Ngài chẳng hề từ nơi. Con đi theo Chúa là dám chấp nhận chén đắng không thở than. Con đi theo Chúa dù lắm tai họa, theo từng tháng năm dài. Con đi theo Ngài dẫu bao lầm than, buồn đau tịch tai. Con đi theo Ngài từ bỏ mình đi để sống cho mọi người. Con van xin Ngài hướng dẫn con đi, bước theo chân Ngài tiến lên đời cần về ngày xưa. Con van xin Ngài giúp con kiên cường dù muôn khó khăn, con theo Ngài chẳng hề từ nan.
con đi theo Chúa là dám chấp nhận hiến thân chỉ vì yêu. Con đi theo Chúa dù lắm gian khổ đông đầy suốt cuộc đời. Con đi theo Ngài chết cho tình yêu để nên nhân chứng. Con đi theo Ngài từ bỏ mình đi mà đóng đánh thập hình. Con van xin Ngài hướng dẫn con đi bước theo chân Ngài tiến lên đời cần về ngày xưa. Con van xin Ngài giúp con kiên cường dù muôn khó khăn. Con theo Ngài chẳng hề từ nan. Con van xin Ngài hướng dẫn con đi bước theo chân Ngài tiến lên đời cần về ngày xưa. Con van xin Ngài giữ con kiên cường dù muôn khó khăn. Con theo Ngài chẳng hề từ nay.